nói là ngả nón ạ. Trước cái model này, đây là model Diatom DS90C các bác. Cặp loa hết số của cái dòng xe này. Nó to dã man, nó khủng khiếp, nó nặng đến 1,5 tạ các bác ạ. Nặng đến 1,5 tạ cho cặp loa này. Các bác thấy cái mặt nhà em ngang 4m mà cặp loa nó đứng giữa nhà là hết lối đi rồi. Mít 16 này, loa chép này, của bát này, bát 40. Nhiều bác cũng nói bát 50 nhưng mà gốc là 40, vành là tao nếu mà tính cả vành là 50 nhá. Đẹp xuất sắc, đẹp gần như là nhất ở trên YouTube luôn các bác. Đây. Tại vì sao cặp này của em là hàng đấu mạng về. Đấu mạng về tuyển chọn chứ không phải hàng bãi nhá. Hàng bãi là đi container còn bên là hàng đấu mạng. Kinh khủng khiếp luôn. Cặp này nặng 1,5 tạ, 75 cân một loa. Đấy, các bác nhìn chưa? Từng cái sớ gỗ nó còn nguyên bản hết này. Toàn bộ sớ gỗ này. Đó. Bác nào mà chơi cặp này thì quá là xứng đáng luôn. Nó to hơn cả thằng 4344 JBL nhá. To hơn luôn. Đấy. Cặp này thì đặt ngưỡng chiều cao là 1m1. Chiều ngang là 57 và chiều sâu là 48. Độ nhạy 95 decibel. Trở kháng 8 ohm. Giải trầm là 20 Hz. Siêu trầm luôn rồi. Giải cao 20.000 Hz. Các bạn ạ. Hết số của dòng C nhé. Loa đẹp xuất sắc. Cặp này một vài năm trước thì nó ngưỡng đến 35-38 triệu. Hôm nay đầu xuân mình hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc thế này. Đẹp xuất sắc luôn. Đấy, thì mình đang có mức giá phục vụ các bác chơi xuân tuyển chọn xứng đáng chơi với mức giá chỉ có 29 triệu đồng dành cho cặp Diatom này. Và các bác anh em nào có nhu cầu tuyển chọn chơi một con hàng đẹp mà giá tốt thế này thì alo em ha. Rồi mình xin chào, cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi.